Quang Hải và bạn gái tin đồn Chu Thanh Huyền gây chú ý trong hôn lễ của Hà Đức Chinh, bị ghi lại khoảnh khắc e ấp ngọt như mía lùi. Hôn lễ của cầu thủ Hà Đức Chinh diễn ra thu hút đông đảo sự quan tâm từ công chúng và giới truyền thông. Là đồng đội của chú rể, Quang Hải chắc chắn không thể vắng mặt trong đám cưới đình đám này. Và không bất ngờ khi Chu Thanh Huyền, bạn gái tin đồn của Quang Hải cũng xuất hiện. Dù hạn chế tương tác với nhau trước camera, nhưng điều này cũng không thể khiến cặp đôi ngừng làm dân tình xôn xao. Theo như những hình ảnh được ghi lại, tại đám cưới của cầu thủ Hà Đức Chinh, dù đến cùng lúc với nhau, nhưng cặp đôi lại chọn cách tách nhau ra, không tương tác quá nhiều và thường xuyên né tránh ống kính của các paparazzi. Thêm vào đó, Chu Thanh Huyền thường đứng một mình trong lúc chờ đợi Quang Hải thoải mái nói chuyện với người quen. Tuy nhiên, cả hai vẫn bị bắt gặp trao cho nhau những khoảnh khắc ngọt như mía lùi. Đơn cử như việc Quang Hải đưa ví của mình cho bạn gái tin đồn giữ hộ để đi nói chuyện với bạn bè và chụp ảnh cùng một số khách mời. Cô nàng cũng cực kỳ hiểu ý bạn trai, nhanh chóng lướt qua để nhận ví rồi đi thẳng ra một góc khác để chờ. Ở một tình tiết khác, Chu Thanh Huyền còn không ngại đặt tay lên lưng của Quang Hải khi đi lướt qua lúc anh chàng đang đứng nói chuyện với mọi người. Thêm vào đó, cô nàng cũng tinh ý đứng lùi phía sau khi có người hâm mộ muốn chụp ảnh cùng Quang Hải. Những hành động này một lần nữa thể hiện mối quan hệ đặc biệt của cặp đôi. Theo đó, đây không phải là lần đầu tiên cả hai xuất hiện cùng nhau trong đám cưới của bạn bè thân thiết. Trước đó, Quang Hải và Thanh Huyền cũng đã từng công khai đồng hành bên nhau trong ngày vui của Thành Chung và Tố Uyên và Hồ Tấn Tài và Hiếu Phạm. Tất cả những điều này càng khiến người hâm mộ thêm tò mò và mong ngóng ngày cả hai xác nhận chuyện hẹn hò để gửi lời chúc mừng đến đôi trai tài gái sắc. Được biết, Chu Thanh Huyền, bạn gái tin đồn của cầu thủ Quang Hải, sinh năm 1994, là một hot girl xinh đẹp trên mạng xã hội, sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Dù hơn Quang Hải 3 tuổi, nhưng cô nàng thường xuyên nhận được lời khen ngợi từ mọi người cho nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng, cùng làn da trắng mịn, mái tóc dài đen nhánh. Khoảng đầu tháng 4 năm 2021, dân tình bắt đầu soi ra được nhiều chi tiết trùng hợp, đặt nghi vấn Thanh Huyền chính là bạn gái mới của cầu thủ Quang Hải sau khi anh chàng chia tay tình cũ. Điển hình như việc cả hai đội mũ đôi, check-in tại cùng một địa điểm đánh góp hay hashtag NCWTHH được nam cầu thủ thường xuyên sử dụng. Một lần khác, cô nàng cũng từng đăng tải hình ảnh bạn trai lên trang cá nhân một cách úp mở. Mặc dù là thế nhưng không ít người cho rằng chàng trai này không ai khác ngoài Quang Hải. Thậm chí còn xuất hiện tin đồn Thanh Huyền đã về nhà chàng tìm về người Hà Nội ra mắt. Bạn gái tin đồn của nam cầu thủ từng bất ngờ đăng hình một bé trai rất kháu khỉnh và đáng yêu, được tạo ra bằng AI, trí tuệ nhân tạo. Được biết, đây là hình được ghép theo trend, còn chúng ta sau này trông thế nào, gồm hình của bố và mẹ. Chưa rõ Thanh Huyền ghép ảnh của cô với ai, thế nhưng dân mạng đã nhanh tay lấy ngay hình của Quang Hải và kết quả hình cho ra giống với ảnh hot girl đăng tới 90%. Tuy nhiên, cả hai chẳng ai chính thức lên tiếng xác nhận hay công khai, nhưng nhất cử nhất động của cả Chu Thanh Huyền và Quang Hải đều trở thành chủ đề quan tâm, bàn tán của cư dân mạng. Bạn có đồng ý rằng cặp đôi này chính là minh chứng cho câu nói tình trông như đã, mặt ngoài còn e hay không? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận để mọi người cùng biết với nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!